Em xin chào anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị chiếc xe nổi tiếng trong phân khúc SUV hạng D của nhà Hyundai, đó là chiếc Hyundai Santa Fe sang cao cấp màu trắng đang đứng trước mặt em đây. Thì về tổng thể thì anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị ngoại hình bắt mắt với những đường dập nổi khỏe khoắn, những trang bị tiện nghi hiện đại và những đường nét phối chrome, chrome bản to bản và những đường vuốt dọc thân xe cực kỳ là thể thao và đẹp mắt. Thì chiếc xe có kích thước tổng quan như sau: chiều dài là 4m785, chiều rộng là 1m9 và chiều cao là 1m720, và đây cũng là một con số khá là vượt trội trong phân khúc SUV hạng D. Chiếc xe được trang bị khoảng sáng gầm xe là 176mm và có chiều dài cơ sở lớn là 2765mm. Chiếc xe được sử dụng động cơ Smart Stream dung tích 2.5 và có công suất cực đại là 180 mã lực, 6.000 tại vòng tua là 6.000 và mô men xoắn cực đại là 232 Nm, ở vòng tua là 6.000. Chiếc xe này được dẫn động với hệ thống hộp số là 6 cấp tự động. Và bản cao cấp bên em thì được trang bị hệ thống gài cầu điện tử thông minh của Hyundai, đó là hệ thống H-Track. Cùng đi vào phần đầu xe thì anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị mặt cà răng mạ chrome to bản và cụm đèn pha tích hợp công nghệ LED projector và có tính năng hạ đèn thông minh khi gặp xe đối diện. Chiếc xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC, nó là cái gara ở dưới này, và 4 cảm biến đằng trước cùng với cả giải đèn xi nhan cũng là dạng LED. Về phần la răng đấy thì cũng là cùng kích thước với cả động cơ máy dầu, thì chiếc xe này được trang bị la răng với kích thước là 19 inch. Về phần gương chiếu hậu ngoài thì cũng được tích hợp là camera 360 độ, xi nhan và đặc biệt là công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương. Đó. Tay nắm cửa thì được mạ bán chrome, tạo cảm giác sang trọng và rất chi là thời trang. Về phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị là cụm đèn LED và kéo dài ra vuốt ngược, và cũng là camera 360 độ, kèm theo đó là cốp điện thông minh chống kẹt và có nhớ vị trí cốp. Đó. Và cũng không thể thiếu được đó là 4 cảm biến và cản chrome to bản. Mời anh chị cùng vào khám phá phần nội thất của xe. Thì cái không gian nội thất của xe được phối màu tín hiệu vệ tinh. Phối màu chủ đạo là màu đen và màu nâu đỏ. Đó. Thì trên phần táp ly cửa gần đây thì là có cái setup nhiều ghế hai vị trí. Thì cũng như phiên bản dầu cao cấp thì đây là sang cấp, được nhiều ghế hai vị trí. Và loa thì được trang bị hệ thống loa của Mỹ với âm thanh trung thực và rất chi là êm tai, đó là loa Harman Kardon. Da cũng rất là mịn, anh chị thấy da mịn này, màu nâu đỏ sang trọng. Đó. Em có thể là bật cái hệ thống điện lên một chút để anh chị có thể khám phá được hai cái màn hình đa thông tin và giải trí của xe. Thì chiếc xe được trang bị màn hình đa thông tin là đây là 12,3 inch cho màn hình này. Trên màn hình được tích hợp camera 360 độ khi mà anh chị xi nhan. Thì cái xe đang đỗ im cho nên là em nó chưa có thể chỉnh chiếu lên đây. Và khi mà mình di chuyển cần gạt sang bên trái thì camera sẽ hiển thị bên trái. Khi di chuyển cần gạt xi nhan sang bên phải thì camera hiển thị sang bên phải.
Và cái màn hình giải trí trung tâm này thì cũng có kích thước là 10,25 inch. Được tích hợp Google Maps, Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth radio. Đó. Thì, trên chiếc vô lăng này thì được trang bị vô lăng 4 chấu với nhiều nút bấm hiện đại như là điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, nút cruise control, công nghệ hỗ trợ giữ làn đường, công nghệ kiểm soát hành trình chủ động. Và trên đây nữa thì là được trang bị cái cần số, gọi là lẫy chuyển số thể thao, trên vô lăng. Đó. Vô lăng là vô lăng da nha, vô lăng da có da 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 có lỗ. Anh chị cầm rất là thoáng, chiếc vô lăng này cũng được tích hợp công nghệ sửa vô lăng. Cho anh chị. Tiếp theo đến cái phần yên ngựa thì chiếc xe được trang bị cần số là dạng nút bấm. Thì anh chị có thể thấy là nút bấm được mạ bạc sang trọng và rất chi là bền màu. Và điều hòa thì chiếc xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó. Kèm theo là những cái công nghệ như là sưởi ghế này, sưởi hàng ghế trước, hàng ghế chính ghế phụ này, làm mát hàng ghế trước. Đó, công nghệ phanh điện tử auto hold, cam 360. Đây, cam 360 rất chi là sắc nét. Anh chị có thể thấy là bật cái nút này trên màn hình này. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Đó, hệ thống hỗ trợ đổ đèo khi mà anh chị muốn đi đổ đèo những con đèo dốc thì hệ thống sẽ chủ động bật chế độ này lên thì hệ thống sẽ chủ động đi với tốc độ chậm và sẽ phanh kết hợp giữa động cơ và hộp số cho anh chị lái xe an toàn hơn. Gương chiếu hậu trong thì cũng được là chống chói tự động rồi. Và đây là cửa sổ trời toàn cảnh panorama, được trang bị nút bấm một chạm. Đó. Đó, em có thể mở lên cho anh chị trải nghiệm thêm. Đó. Rồi, em lại đóng vào. Thì tiện đây em xin nói luôn về cái công nghệ an toàn của xe. Thì xe được trang bị rất là nhiều những công nghệ an toàn. Như là trong gói em xin trình bày trong gói Hyundai Smart Sense. Đó là hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, cảnh báo người ngồi hàng ghế sau, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, khóa an toàn thông minh, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, đèn pha tự động thích ứng, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, hiển thị điểm mù trên màn hình. Và những công nghệ cơ bản thì là vẫn là có hỗ trợ xuống dốc này, hỗ trợ kiểm soát lực kéo này, cảm biến áp suất lốp này, gương chiếu hậu trong chống chói này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát độ đỉnh thân xe, phân bổ lực phanh điện tử và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Về túi khí thì chiếc xe cũng được trang bị với 6 túi khí, cho hai túi khí ở ngay trước, đó là túi khí trên vô lăng, túi khí phụ, hai túi khí sườn và hai túi khí ở bên rèm nha anh chị. Về màu sắc thì chiếc xe được trang bị với 6 màu, đó là màu trắng, màu vàng cát, màu bạc, màu xanh đại dương, màu đỏ đô và màu đen. Thì em theo kinh nghiệm của em thì chủ yếu khách hàng sẽ chọn những cái màu như là màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu xanh đại dương, còn vàng cát với bạc thì tỷ lệ màu đấy được chọn sẽ là ít hơn. Rồi em xin mời anh chị cùng theo em xuống hàng ghế phía sau để trải nghiệm độ rộng rãi và tiện nghi. Và anh chị có thể thấy là hàng ghế sau của Hyundai Santa Fe khá là rộng rãi. Và kèm theo đó là cái độ ngả lưng ghế rất là tốt cho anh chị những chuyến hành trình dài, tránh được những cái mệt mỏi. Đó, cửa gió điều hòa ghế sau cũng được lắp hai cửa đằng sau này và hai kèm theo đó hai cổng sạc USB. Ok. Đèn, rồi hệ thống đèn rất là sáng. Đấy, khóa trẻ em mất rồi, nên lại phải bật lại công tắc.
Như cái phiên bản xe bình thường thì khóa xe em được trang bị lẫy cơ, nhưng bên Hyundai bên em thì được trang bị nút bấm điện tử. Về giá bán của chiếc xe thì chiếc xe được Santa Fe phiên bản bên em được có tổng cộng là 4 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản xăng và 2 phiên bản dầu. 2 phiên bản xăng thì có xăng tiêu chuẩn, giá niêm yết là 1 tỷ 030 triệu. Phiên bản xăng cao cấp như trước mặt anh chị đây là 1 tỷ 240 triệu. Và phiên bản dầu tiêu chuẩn là 1 tỷ 130 triệu. Và dầu cao cấp là 1 tỷ 340 triệu. Thì tình hiện tại thì bên em cũng có một số dòng xe giao ngay. Ví dụ như là đây là chiếc Santa Fe cao cấp trắng, bên em có giao ngay này. Santa Fe dầu cao cấp đen, Santa Fe xăng cao cấp đen. Đó, anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với em trên qua số hotline trên màn hình để được tư vấn và được báo giá. Và với hình thức mua xe là trả thẳng trả góp, thì nếu với hình thức trả góp thì anh chị có thể mua với thủ tục đơn giản, thì anh chị chỉ cần cung cấp chứng từ như là căn cước công dân, hợp đồng lao động và sao kê bảng lương, tình trạng hôn nhân thì là em đã có thể hỗ trợ được cho anh chị. Thậm chí những anh chị là mình làm kinh doanh tự do thì em cũng có thể hỗ trợ thủ tục cho anh chị bình thường. Đó. Thì hôm nay thì em xin review cho anh chị là chiếc xe Hyundai Santa Fe xăng cấp trắng, thì em xin kết thúc tại đây. Thì anh chị quan tâm và có nhu cầu sử dụng xe thì vui lòng liên hệ với cả em Tuyển Hyundai Bắc Ninh. Em xin cảm ơn với anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.